Sau buổi lễ giao quân, Thượng tướng Võ Minh Lương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ và đền thờ liệt sĩ huyện Nhân Trạch. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Thượng tướng Võ Minh Lương cùng đoàn đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương và mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, tưởng nhớ tới các mẹ Việt Nam anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.